Buổi tối ngày hôm nay, nằm về hướng đông ở bên Ukraine, đang sôi nổi. Những người lính của Ukraine đang chạy núp của bên nước Nga bắn vào. Bên nước Nga đã tấn công vô ở bên bên nước Nga đã tấn công vô ở phía bên ngoài ở chỗ này giữa hai bên càng ngày nó càng căng thẳng thêm nữa. Ngày hôm nay có khoảng chừng 100 cái vụ tấn công khác nhau bên nga tấn công qua. Có hai người lính bên ukraine đã bị chết. Tôi đây đã tới bên lai mấy tuần trước đây là có nhiều người nói hiện tại cái bây giờ lính tráng của bên Ukraine không có đủ người lính và cũng không có đủ súng vậy thì ông nghĩ như thế nào ông ta nói cho tôi biết tôi sẽ đánh họ với tay không cho dù không có súng không có đủ người gì nữa tôi vẫn đánh họ đây là cái miếng đất của cha sanh mẹ đẻ của chúng tôi Bên nước Nga đã đổi thừa Ukraine có đưa ra nhiều chuyện tấn công khác nhau. Cả luôn Putin nói Ukraine có cố ý định tấn công qua bên Nga nữa. Chính phủ bên Ukraine thì đưa ra nói là họ không có làm như vậy. Đây là cái chuyện đang lo ngại đó là bên nước Nga, giả bộ nói bên Ukraine tấn công qua. Họ lợi dụng cái chuyện giả bộ như vậy để mà tấn công qua bên Ukraine. Và có lẽ là những gì đang lo ngại hỏng rài đã nhìn thấy rồi ngày hôm qua có chuyện một chiếc xe có bom trong đó bị nổ và bị nổ ở gần biên giới bên nga thì nga nói là không có ai bị thương hết nhưng mà đây là ukraine làm và ukraine nói cho biết là họ không có làm gì cả và cũng vào buổi sáng ngày hôm nay trong lúc này tình trạng đang căng thẳng lên cho nên những nhà chức trách bên Ukraine kêu gọi những người dân hãy đứng dậy để mà cầm súng để đấu lợi chuyện này. Đây là ông sếp ở đây kêu gọi tất cả những người có thể đứng dậy. Đứng dậy vì gia đình của mình cầm súng. Đứng dậy vì con cái sau khi ổng kêu như vậy có rất là nhiều người đã đi tới đã điền đơn vô trong lính đây là những cái chỗ recruit đó của bên ukraine rất là nhiều người tới để đăng ký để cầm súng còn đây của chính phủ bên nga nói là bên ukraine sẽ tấn công tới chỗ này kêu gọi người dân ở bên nga chỗ này rời khỏi và kêu những người dân ở đây rời khỏi đi qua bên Nga để mà sống. Tại đây là phía trên ở ngay biên giới dọc giữa bên Nga và Ukraine. Làm cho người dân ở đây bị lộn xộn hết. Có nhiều người nhảy lên xe train, có nhiều người nhảy lên xe lửa, nhảy lên xe bus để rời khỏi. Và cũng gặp rất là khó khăn để mà lấy tiền mặt ra của máy ATM. Theo bà này nói, hiện tại bây giờ chỉ có một cái máy ATM này nó chạy được thôi. Mấy cái máy ATM khác, chỗ rút tiền khác đó, thì không còn tiền để mà rút nữa. Ở đây có rất là nhiều người xếp hàng để rút tiền. Có khoảng chừng 30.000 người sống ở trên đó đã bỏ chạy. Trong lúc này, chiến tranh bắt đầu tới từ từ.